Hi, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thì cho phép Văn Hội xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng Văn Hội trong suốt thời gian qua. Ở trong clip ngày hôm nay, Văn Hội sẽ chia sẻ cho quý anh chị khách hàng 12 điểm mà đáng mua nhất trên chiếc Toyota Vios thế hệ năm 2020. Vậy 12 điểm đó là những điểm nào? Liệu rằng khi Văn Hội chia sẻ rằng thì quý vị các bạn có thấy được rằng là đó là những cái điểm mà chúng ta cảm thấy là đáng mua nhất và hài lòng nhất hay không? Chúng ta sẽ cùng đến với Toyota Vios 2020 với 12 điểm ngay sau đây. Chia sẻ cùng quý vị các bạn thì điểm đầu tiên thì có thể thấy được rằng là như các báo cáo của Vama, Toyota Vios luôn dẫn đầu trong phân khúc hạng B với sự lựa chọn của người tiêu dùng đông đảo nhất. Vậy điểm đầu tiên đó chính là lượng xe bán ra rất là lớn, được sự ưu ái tin dùng của người dùng rất nhiều. Vậy điểm thứ hai của Vios đó là gì? Điểm thứ hai của Vios Văn Hội muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Cả 5 phiên bản của Toyota Vios năm 2020 đều được sử dụng động cơ 1.5 thế hệ mới dẫn động với động cơ đua VVTi lên đến 20 cam. Trong khi đó thì một số xe trong cùng phân khúc hạng B thì hiện nay thì vẫn đang chỉ sử dụng động cơ 10 cam thôi. Trong khi đó là Vios sử dụng động cơ đua VVTi 20 cam cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cái sự bền bỉ mà có thể là ít anh chị khách hàng để ý đến. Chúng ta cùng đến với điểm thứ ba. Cả 5 phiên bản đều được trang bị đó chính là hệ thống 4 bánh phanh đĩa cho tất cả 5 phiên bản, từ bản số sàn 3 túi khí, 7 túi khí cũng như là số tự động 3 túi khí, 7 túi khí và bản G cao cấp đều được trang bị là 4 bánh phanh đĩa. Cũng trong khi đó thì một số phân khúc hạng B thì vẫn sử dụng 2 phanh sau là phanh tăng trống. Chúng ta cùng đến với điểm thứ tư, một chi tiết rất là cảm giác được rằng là nhà sản xuất phải trang bị được ngay thì một số xe vẫn trang bị là ghế nỉ. Trong khi đó ở thế hệ 2020, Vios tất cả 5 phiên bản đều được trang bị là bộ ghế da cao cấp theo xe trên cả 5 phiên bản. Đó chính là điểm thứ tư. Điểm thứ năm Văn Hội muốn chia sẻ cùng quý anh chị khách hàng cũng lại rất đơn giản thôi. Cả 5 phiên bản đều được tích hợp trên cái phần chìa khóa đấy, đó chính là cái nút mở cốp. Đây các bạn có thể nhìn vào cái phần thân của xe để thấy ngay được. Trông đơn giản vậy thôi nhưng mà cái phần mở cốp sau nếu mà chúng ta được tích hợp luôn theo xe thì rất là đơn giản thôi, nó rất đẹp. Nhìn cái chìa khóa sang trọng. Cái việc thứ hai là tiện dụng trong khi mà chúng ta bê đồ đó, thì là xe được tích hợp phần thứ năm luôn, đó chính là cái phần tích hợp nút mở cốp theo chìa khóa theo xe. Chúng ta cùng đến với điểm thứ 6. Toyota Vios năm 2020 với nhiều màu sắc để chúng ta có thể lựa chọn, như là màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu xám. Có những cái màu như thế này thì nhiều anh chị thì mỗi anh chị lại theo cái tuổi phong thủy của riêng mình. Thì hiển nhiên là khi mà chúng ta lựa chọn theo cái phong thủy nhiều màu sắc chắc chắn sẽ dễ lựa chọn hơn. Chúng ta cùng đến với điểm thứ 7. Toyota Vios năm 2020 đặc biệt nhất ở trên phiên bản G đã được tích hợp hệ thống cảnh báo va chạm trước. Trong khi đó là gần như các xe của phân khúc hạng B gần như là không xe nào có được cái cảnh báo va chạm trước này. Chúng ta cùng đến với điểm thứ 8. Lại trông rất là đơn giản thôi, nhưng tất cả các phiên bản của Vios đều được sử dụng là chế độ gương gập điện cũng như là tích hợp xi nhan ở trên gương cho cả 5 phiên bản. Trong khi đó một số dòng xe khác chỉ lại là gương vẫn là gập bằng tay. Đó chính là điểm thứ 8. Chúng ta lại cùng đến với điểm thứ 9. Điểm thứ 9 mà cũng gần như là các xe trong phân khúc thì gần như là không xe
xe nào tích hợp đó chính là cái màn hình điện tử tích hợp cái chế độ báo km trên giờ bằng điện tử trên cái phiên bản G. Mà trong khi đó là gần như là các phiên bản trong các phân khúc còn lại là chưa được trang bị. Điểm thứ 9 nữa rất là tuyệt vời mà lại rất đơn giản thôi, đó chính là ở trên cái phần anten thì cả 5 phiên bản là đều được tích hợp là anten dạng vây cá mập, rất chi tiết luôn, rất tuyệt vời. Rồi chúng ta cùng đi đến với điểm thứ 10. Toyota Vios được trang bị lên đến 7 túi khí cho một số phiên bản như số sàn bản đủ 7 túi khí, số tự động bản E 7 túi khí và số động bản G 7 túi khí. Trong khi đó các hãng xe khác chỉ trang bị tối đa lên đến 6 túi khí. Và điểm thứ 11 Văn Hội muốn chia sẻ cho quý anh chị khách hàng đó chính là hệ thống Toyota được phân phối trên toàn quốc. Cùng với đó thì chúng ta được một cái lợi điểm đó chính là cái phụ tùng nó sẽ rất là rẻ khi mà chúng ta bảo dưỡng và thay thế. Và điểm thứ 12 mà Văn Hội muốn chia sẻ cùng quý anh chị khách hàng là Toyota Vios trải dài lên đến 5 phiên bản mà vẫn được trang bị từ số sàn bản đủ, bản thiếu cũng như số tự động cả 3 phiên bản. Rất là nhiều sự lựa chọn các tầm tiền theo nhu cầu của quý anh chị khách hàng. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, vừa rồi là 12 điểm đáng mua nhất trên chiếc Toyota Vios năm 2020. Nếu quý vị còn thấy được rằng là Toyota Vios còn có thêm những điểm đáng mua nào nữa như là giá trị bán lại cao này, hoặc là một cái điểm mạnh của Toyota đó chính là cho vay theo tài chính của Toyota Việt Nam với lãi suất chỉ 0,49% cùng nhiều cái ưu điểm khác của Vios. Kính mời quý bạn hãy comment ở phía bên dưới để Văn Hội bổ sung và được góp ý thêm nữa. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Nếu quý anh chị muốn nhận bảng giá tốt nhất cũng như là nhiều ưu đãi, kính mời quý anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để cập nhật bảng giá mới nhất của tháng 3 năm 2020 để nhận được những ưu đãi tốt nhất. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Bye bye.